Lời đầu tiên Dương xin gửi lời chúc tới cô dì chú bác đã ủng hộ kênh của Dương nha. Lời chúc sức khỏe thì Dương xin chúc cô dì chú bác anh chị thì nhiều sức khỏe để vượt qua cái đại dịch nha. Thì thời gian này Dương ở nhà không có đi ra ngoài cũng không có đi làm. Hôm nay tự nhiên thèm lẩu quá thì mình nhớ là trong tủ mình có mua được hai cái huyết áo bóp thì để Dương sẽ quay qua mở bên cái tủ lạnh mình coi trong cái tủ mình có gì. Hôm nay mình Dương sẽ nấu lẩu hải sản thập cẩm hải sản nha. Đây cái tủ lạnh của mình đây, wow, quá trời đồ ăn trong này luôn. Rồi, thịt cá nè, để mình tìm cây mấy khứa cá đó không để đâu. Cái này là gì đây? Này là cá chê khô, đây là cá điêu hồng, ở đây là cá viên rồi, cá viên mình sẽ lấy lớp cá viên nha. Đó, sau một hồi mình tìm tòi mình lục lọi thì mình được tìm được cái khứa cá bóp mình này nha cả nhà. Đây hai cái khứa cá bóp bữa mình mua ở trong siêu thị nha. Đó, đây nè, với lại chả cá tôm, hay là con cá chê hôm bữa mình đi chích thì xong rồi mình làm cái mình bỏ tủ lạnh luôn và lấy ra nấu luôn để lâu quá rồi nó thành quỷ. Đây tới đây mình bây giờ mình sẽ qua tới đây mình lấy rau nha. Thì giá nè, rồi gì nữa ta, lấy ra đây, bắp cải nè, lấy bắp cải nè, giá nè, có gừng nữa nè, đây ở đây có cái cà, mình lấy cái cà đi. Rồi mướp luôn này, cái này là mướp 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 khía mướp gai vậy nè, mình lấy hai trái luôn, mình nấu lẩu cho nó ngọt, cái này nó ngọt nha, chắc là được rồi đó. Để rồi bỏ cái bột đậu đũa này vô lại đi, mình lấy mấy trái đậu đũa nữa cho nó có đủ đủ loại hết nha, cẩm mà. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô trong tủ lại thôi. Ở ngoài này mình còn ít cải thìa nữa nha, không thì bữa mình đặt mua mình để tủ lạnh thôi, ở đây băng đá luôn cho nên là mình đem ngâm nước sáng này mình quên nữa. Đó, để mình rửa mấy cái cải này mình lặt lại, cái nào còn xài được mình để lại nha. Mình sẽ gã đông mấy cái cá này ra nha các bạn. Để đây là mình gã luôn, như là cá bớp, là cái chê, là tôm, để lâu quá nó đông đá, nó đông thành đá luôn rồi. Đó, nên mình sẽ nấu lẩu. Cái này thì các bạn cũng biết rồi, chả cá. Rồi trong cái lúc mà mình chờ cá này nó gã đông ra thì mình sẽ đem đi chế biến cái rau nha. Mình nấu lẩu có đậu đũa luôn.
đây thì cá này nó mình thấy nó cũng giả đông sắp được rồi đó nha. Mình đợi chút xíu nữa cho nó giả đông ra mình sẽ vớt ra nha cả nhà. Rồi thì mình đã chuẩn bị cái khâu cá với rau xong, bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái khâu làm nước lẩu nha. Thì mình sẽ nấu lẩu Thái nha, lẩu thập cẩm Thái nha. Dạ, dàn xem vô mắt này. Bằng cỡ xong rồi tiến hành bắt nước lên. Để ít vô ăn vô. Đó. Rồi dầu nó nóng đều lên thì mình sẽ bỏ tỏi ớt kim chí, tỏi ớt nha. Nồng quá. Chúng ta chỉ đó cho cái nước lẩu này nó có cái mùi tỏi, tỏi với ớt nó bán mùi tanh hồi khi mình bỏ thả cá vô nha các bạn. Rồi tỏi ớt mình vàng cay nằm được luôn rồi, giờ mình sẽ chế nước vô. Đây mình vừa chế nước vô xong cái chảo này nha. Thì giờ cái chảo này nó không vô có cái mùi vị cho nên chỉ có tỏi với ớt thôi. Đây là cái chai súp lẩu chua hải sản, thì mình sẽ nấu bằng cái chai này nha. Khó dặn đi gần để cái chai này vô xong rồi mình nêm nếm một xíu thêm xíu gia vị để tìm cái khẩu vị của mình nó được. Cái này cũng là một cái bí quyết nha, nên mà cái nắp này nó cứng quá mình sẽ gõ, mình sẽ lấy dùng cái dao mình gõ vòng cái nắp này nha các bạn. Đó, thấy chưa? Đúng là nghề thật á. Thì mình bỏ cái chai lẩu vô rồi xong nhìn cái nước lẩu này nó khác liền thấy không? Đó. Nó màu vàng, chuyển sang màu vàng liền. Khi mà mình để cho nó sôi lên cái đầu mình sẽ bắt cái hồng mình nêm nếm nha. Rồi thì bây giờ cái chảo lẩu mình nó sôi sùng sục sục luôn, mình để mình nêm thử nó thiếu cái gì mình sẽ nêm nếm thêm nha. Thì cái lẩu này nó hơi mặn, cái nước lẩu này nó hơi mặn sẵn rồi. Nó chỉ chua với mặn thôi. Giờ mình sẽ thêm đường. Bây giờ mình sẽ thêm đường nó được nha. Rồi 2 muỗng đường. Thì mình thấy nó hơi mặn với lại chua, chua nhiều hơn, chua với mặn nhiều. Mình thì người miền Tây mình ăn hơi ngọt xíu cho nên là mình để 2 muỗng đường là vừa. Đó. Giờ cái nồi nước lẩu mình về là xong rồi nha. Mình sẽ tiến hành nhắc xuống mình chuẩn bị ăn nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình bật lửa lên, tiến hành bật lửa lên nha. Cái cầu dao của nó đâu ta? À, cái cầu dao nằm bên đây hả? Đó. Lửa này cháy ghê lắm á. Cho nó sôi lên cái đi rồi mình thải gạo vô nha. Mình lấy chén để vô trứng đây. Từ từ thải gạo thả cá vô, để nó sôi lên cho thải gạo thả cá vô. Rồi cái chảo mình nó đang sôi quá trời sôi rồi, giờ mình sẽ tiến hành mình thả cá thả ra rồi vô nha.
ít mớp vô nữa nha, mấy cái mớp này cho nó làm ngọt nước nha cả nhà. Mớp này nó cũng lâu chín lắm mà nó chín rồi nó cũng nóng lắm nha, nóng ăn không có mỏ luôn á. Rồi mình thả thêm mấy cái miếng cà chua vô cho nó có cái vị chua của cà nha. Đó. Wow, nhìn cái này lẩu ngon quá các bạn ơi. Mình hấp dẫn quá đi. Tôm nè, tôm chín rồi đó, ăn được rồi đó. Rồi cả nhà ơi, thì cái nồi lẩu của mình nó cũng chín rồi nha. Mình thấy nó sôi dữ lắm rồi. Giờ lẩu này thì mình ăn với mì nha. Tại vì mùa dịch này không có bún đâu cho nên là mình ăn với mì. Này mình bẻ ra đi cho nó dễ gấp nè. Để làm ba cục rồi ha. Ô, chả cá mình nó phồng lên cục nào đấy to đùng luôn cả nhà. Đó, nhìn ngon không? Cái giác nóng. Anh cũng ăn một con thử coi. Nóng lắm chắc ăn liền không được. Đây, mời cả nhà dùng với hai dòng mình nha. Đây là nồi nồi lẩu hải sản Thập Cẩm. Ta lã gao chân. Mình ăn thử cọc lô đũa coi. Ngọt. Mời cả nhà dùng con tôm vô nè, chấm muối ớt đi. Ngon quá nhà ơi, ngọt quá. Bỏ xương đâu đây vậy? Chén thôi. Ngon hết sảy luôn. Mớp chín nè. Đây là mớp. Để cho nó nguội đi chơi. Quất vô liền cái hàm răng rụng xuống luôn á. Bất lưỡi à. Bất lưỡi lại chút xíu, nhỏ lưỡi lại chút. Nó người xè xè quá. Rồi ok. Chả cá nè, mình gấp cho nó nguội luôn để nóng quá ăn không nổi. Cá này cái gì? Cá này cái gì? Không biết. Thiệt không? Cá này, em mua cá này cái gì? Biết. Thiệt không? Biết. Nói rồi, cá này cái gì? Không biết không ăn á? Cá bóp. Bóp bóp. Đây là con cá bóp nghe nha. Thì hôm bữa trước khi mà còn chưa còn đi tới luôn được đó. Thì giờ mình có đi vô trong siêu thị mua được hai khứa cá bóp. Để mình để cái này mình ăn thử rồi mình ăn. Có giống như cái tên đó không nha. Đây là cá chê mình gấp. Mình để đây đi, để thì gấp nhiều, gấp ăn nhiều quá hết nó nguội không ngon. Mớp này nấu cũng ngon em ơi. Ngọt á. Ngon. Ừ, ngọt nha. Mớp mình nấu lẩu nó ngọt ghê luôn á. Nè, mời cả nhà nè, thử món mớp nấu lẩu nha. Ngọt ha. Mớp nó lẩu quá ngọt á. Đây mình review thử cái ăn thử cái món cá bóp này thử coi nó ngon không nha. Ngon khóc ngon. Nè, để anh cho vợ miếng nè. Thử đi. Rồi anh miếng bự hơn. Đây mời cả nhà dùng lẩu cá bóp. Cá bóp nấu lẩu cho quên. Ngon quá nè, béo quá. Lâu rồi không ăn đồ biển nữa. Tháng mấy vậy đó. Tháng mấy giờ không ăn đồ biển luôn á. Dịch giả quá, đi được đâu. Không biết chả cá. Mà cái nhà dùng Dương này cả nhà ơi. Mọi người có xem kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Dương nha cả nhà. Giờ này dịch quá không có đi ra ngoài được quay được thì ở nhà mình có gì ăn đó nè. Ngon quá. Ngon.
chả cá ngon quá. Ngon quá. Này là cái cọng rau đó, cái cọng rau mà ngồi ghế á, trồng nó lâu quá nó ra bông, cái đầu nó già, cái cọng nó cứng vậy. Giống anh. Giống anh sao? Giống anh già cứng hả? Lòng ăn lẩu ngon quá. Ê, ê, ê. Còn sống hay là nhảy nhảy vô cái chén. Để mình gấp mấy cục chả cá này ra thêm cho nó nguội ăn này, ngon quá. Ui da, ui dùi má ui nóng. Không sao không sao, xin lỗi dạ. Anh cố tình chứ không vô ý, anh cố ý chứ, anh gì vô tình chứ không có ý. Luôn cục à. Ngon quá. Sao em không tôm đây? Không lọc anh không ăn hả? Anh lọc cho. Lọc em lọc cái gì? Mình lọc con tôm mình ăn được cái đầu. Ngon quá. Không biết nữa anh già có lọc cho anh ăn lại gì không nữa. Có. Cho anh ăn cái vỏ. Trời ơi. Nè. Đây mình gấp cái miếng mớp ra nó mềm quá, nó không ngon. Gấp ra đi. Nóng á. Nóng nha. Từ thổi cho nguội đi hang đó. Tôm. Ăn đổ mồ hôi chừng là thấy biết ngon rồi nè, nhìn thấy không? Mặt mày đổ mồ hôi chừng nè. Ngon thiệt mà, lâu lâu ăn lẩu ngon á. Cả một tháng rồi ha mà đâu ăn lẩu ha. Mì nó không thấm mì vô. Đây anh ăn con cá chê này coi. Đây anh. Lẩu cá biển, lẩu hải sản mà có cá chê nha. Nó quất nguyên cái đầu luôn. Mà để cho anh củi cái đêm này. Thấy nóng lắm á, ăn cái phỏng luôn á. Để trong cái lột cái da mỏ luôn á. Lột. Lột luôn. Ăn con tôm đi. Lột cho cái mỏ nó bớt nhọn chút. Nó biết, nó chơi vậy đó. Ăn giá là nó chín mất trời kìa. Giá hả? Ăn giá là ăn cái này hả? Cái này hả? Cái này giá nè. Hả? Giá trong nồi lẩu. Cũng được ăn giá đó. Wow, ngon quá. Gắp miếng mớp ra luôn đi. Nồi lẩu này hai người ăn không hết à. Chắc phải là tới chiều rồi đó. Cù là buổi chiều à. Dạ. Nóng. Tét mỏ luôn nha. Đâu cái mỏ bình thường nè. Nó hơi nhọn thôi. Sao bạn ăn được không? Bỏ đây cho anh. Không biết, không biết ăn mớp. Chứ nhỏ lớn em có ăn mớp đâu. Đây còn một khứa cá bớp nữa. Anh thả tôm cho thêm ha. Thả tôm cho thêm cho nó chín đi. Còn mấy con làm hết luôn đi. Cái gì? Rất mùi lắm nè. Anh đâu thấy đâu. Thôi là không thấy á. Wow. Ngon quá, mang lẩu ngon. Giờ ăn cá chê không? Không ăn hả? Anh ăn. Nguyên cái đầu cũng cá chê luôn. Ừ, nó béo. Béo à? Béo, đầu cái chê béo ghê, kinh khủng luôn.
để vô hồi nó mặn đấy mà nước nè, nước mì để vô đây hồi nó mặn á, nó mặn cái nước á. Trứng thì anh gấp ra, bây giờ không trụng mì cái này xương không ăn đâu, để cho xương biến đi. Mà cái nhà dùng cá chê nấu lẩu hải sản nha. Wow, nè nguyên cái cá chê này bữa mình đi gà nè, xong rồi để lạnh thấy lâu quá, hôm nay sẵn cái nấu lẩu mình lấy ra mình nấu luôn cho nó có đông đông xíu. Cái thịt nó vàng que ngọt ghê, chấm với mua cái cho nó mặn mồi, cái có gì mặn mồi gì cái cay cái. Nấu lẩu này ăn cá không? Ngon quá. Để nhai hết xương luôn chứ. Mày chín rồi anh ơi. Mày chín ăn mì. Em ăn không gấp cho nè. Đây, em gấp cho. Để hồi nó gã ra. Anh gấp anh đi. Anh nửa gói thôi. Nè. Hồi nó mặn, nó ra nước mặn nữa đó. Đúng rồi. Hết rồi. Để cao vô ha. Cải. Không để cải lại. Mớp nữa không? Thôi đi từ từ đi, mớp thả từ từ thả đi. Nó chín nó mau lắm. Ui quá ngon. Ăn miếng cá bớp nè, này cho vợ miếng này vợ, cá ngon nè. Được quá. Được á, ăn cũng được á. Thôi, ai? Thì mình review với cái nồi lẩu hải sản mình tới đây thôi. Bây giờ mình ăn uống mặt mày mồ hôi gì đã đổ quá trời ngon rồi, nó đổ mồ hôi quá trời luôn. Mà cả nhà dùng cái miếng cá bớp nấu lẩu này nữa rồi xong rồi Dương kết thúc cái video ở đây nha cả nhà. Mà thịt cá này ngon thiệt luôn em ơi. Rồi bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha. Mọi người có xem kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Dương nha. Bye bye. Ủa này chín chưa? Mới để vô mà.